Kính thưa toàn thể công đoàn, nhìn xuống quang cảnh của quảng trường đền Thánh Bát Trạc hôm nay, tôi lại nhớ tới cái quảng trường Thánh Phêrô ở Roma khi khách hành hương ở khắp nơi trên thế giới đến hành hương gặp gỡ Đức Thánh Cha vào thứ tư hàng tuần hoặc các dịp lễ lớn. Trời Roma cũng nắng nóng như thế vậy, có khi còn nắng nóng hơn cơ. Ban ngày nhiệt độ có thể lên tới 40 độ, mà quảng trường Thánh Phêrô thì lại không có nhiều cây cối như thế này, chỉ có bê tông và dưới là gạch thôi. Mà ngồi ở đó từ giám mục có mỗi trên Đức Thánh Cha với mấy vị hồng y là có cái chỗ che như thế này thôi. Còn toàn bộ từ giám mục cho tới linh mục, tu sĩ nam nữ giáo dân là ngồi ở dưới hết, ngồi ngoài hết, nắng như thế. Nên chúng ta cũng thông cảm, hôm nay nếu anh chị em mà có ngồi mà có bị nắng thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ với các đức giám mục, với các linh mục, tu sĩ nam nữ khi gặp gỡ Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Xin cảm ơn công đoàn về sự hy sinh này. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài chia sẻ của hôm nay. Tôi muốn chia sẻ với quý cụ ông bà và anh chị em khi đến với lòng Chúa thương xót, đến với đền Thánh Bát Trạc hôm nay với cái chủ đề thực hành lòng Chúa thương xót, củng cố sự hiệp thông. Tôi xin nhắc lại, thực hành lòng Chúa thương xót, củng cố sự hiệp thông. Bởi vì chúng ta đang sống trong năm củng cố sự hiệp thông. Trong ngày lễ kính lòng Chúa thương xót, tuần châu lượt giáo xứ đền Thánh Bát Trạc, chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc thực hành lòng Chúa thương xót đóng vai trò nào trong việc củng cố sự hiệp thông của chúng ta. Trong bài chia sẻ này, chúng ta cùng tìm hiểu hai ý thôi, nhưng mà tương đối dài. Một, hiệp thông là gì? Cứ nói hiệp thông mà mình chả biết hiệp thông thì cái quái gì thì làm sao mà hiệp thông được. Thứ hai, thực hành lòng Chúa thương xót đóng vai trò nào trong việc củng cố sự hiệp thông? Bây giờ chúng ta đi điểm thứ nhất, hiệp thông là gì? Này nó hơi chuyên môn một chút, ai nghe được thì nghe, không nghe là thôi. Sự hiệp thông có gốc tiếng Hy Lạp là koinonia. Nói tiếng Hy Lạp tí cho nó vui thôi, chứ còn tôi cũng chả thạo tiếng Hy Lạp đâu. Nhưng mà đây là định nghĩa của từ điển Công giáo. Sự hiệp thông có tiếng gốc tiếng Hy Lạp là koinonia, có nghĩa là tình anh em, tình bằng hữu, sự chia sẻ và dư thông phần ở, thông phần vào với nhau, tình huynh đệ với nhau, chia sẻ với nhau, tình bằng hữu với nhau, thông cho nhau tất cả những thứ đó thì gọi là hiệp thông. Đấy là cái định nghĩa thứ nhất. Định nghĩa thứ hai, sự hiệp thông là việc các Kitô hữu trong sống trong tương quan mật thiết với Chúa Kitô và với nhau. Ở đây chúng ta xem mình có hiệp thông không. Hiệp thông nghĩa là sống trong tương quan mật thiết với Chúa Kitô và với nhau. Chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy có sự tương quan, người nọ che ô cho người kia, người này quạt cho người khác. Đó cũng là một sự thông chia của chúng ta với nhau. Nhưng mà Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đã dùng hình ảnh thân thể để diễn tả cách cụ thể về sự hiệp thông. Chả ai là không có thân thể. Nhìn bây giờ chú ý vào thân thể mình nhé. Thánh Phaolô viết như sau: ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng có nhiều bộ phận, tay chân mặt mũi tim óc vân vân. Có nhiều bộ phận nhưng chỉ là một thân thể, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Đức Kitô là tất cả chúng ta ấy, cũng vậy, giống như thân thể thôi. Bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một, vậy thì mắt không thể bảo tay ta không cần mày. Mắt bây giờ nếu mà mắt bảo tay ta không cần mày, bỏ kính ra,
thế mà bây giờ tự nhiên lấy kính là không đeo vào mắt được, phải cần cái tay nó đeo kính vào mắt chứ. Rồi ví dụ như là có cái bụi nó bị rơi vào mắt chẳng hạn thì phải lấy tay banh cái mắt này ra rồi thổi vào cái đấy chứ. Mắt bông bảo là tao không cần tay, không được, nói vậy là vô lý, không được. Nên là mắt không thể bỏ tay, ta không cần mảnh. Và đầu cũng không thể bỏ chân, ta không chụp cần chúng mảnh. Không có chân làm sao đi rước được, không chân làm sao đi từ kiến đây được mà bắt cái đầu này đi được. Nên là không thể bảo là ta không cần mảnh. Nếu đầu ấy, ta không cần tất cả thứ khác thì chỉ là đầu lâu. Như thế, không có sự chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang thì mọi bộ phận khác cũng cùng chung vui cái vẻ vang đó. Thông thông với nhau là thế. Chúng ta thấy mỗi bộ phận trong cơ thể có một chức năng riêng nhưng có liên hệ mật thiết với nhau. Ví dụ một ngón tay út này bị đứt chảy máu rồi thì được cái gì? Nhiệt ra lên, đau quá. Rồi nước mắt chảy ra. Chân thì sao? Chân chạy đi tìm bông băng. Mà có bông băng thì đi tìm cái mạng nhện để gắn nó vào. Đấy. Chỉ cần một cái tay bị thấp các bộ phận khác đều thấy ảnh hưởng. Rồi, một cái mụn ở chân đó. Ông bà nào có mụn ở chân đó thì nó có thể sốt cả cơ thể và nằm đi một chỗ. Ở chân đó, mà cả đầu, cả tay bị hết. Rồi, một khối u ác tính trong gan có thể hủy hoại cả một cơ thể. Và tất nhiên, một hệ thống đề kháng mạnh khỏe sẽ ảnh hưởng tốt lên cả cơ thể. Nên là, ở đây không biết là có mấy ông Lan ở đây không? Không, trong cứu ấy, người ta nói một câu thế này này: thông thì bất thông, mà thông là bất thông. Hiểu không? Thông là bất thống, thống là đau nhá, thống là đau, thống khổ đấy. Nếu như mà tất cả nó thông nhau ấy thì nó không đau, mà nhiều bằng đau là nó không thông. Ví dụ đau cái vai chẳng hạn thì cái chỗ vai này thần kinh nó không thông này, nên châm cứu đi cho nó thông này. Nên là thông thì bất thống, mà thống là do bất thông, trong y học người ta nói thế. Như vậy chuyện của tôi không chỉ là chuyện của tôi nữa. Sự thánh thiện hay tội lỗi của tôi không phải chỉ thuộc về cá nhân tôi nữa, nhưng còn ảnh hưởng đến cả cộng đoàn, đến những người anh em tôi. Nhưng ông cũng thể bỏ bà này. Ông bà giúp ông đi xin tội. Ông ơi, mùa chay rồi, phục phim rồi, ông đi xin tội rồi. Này, bà có đi một bà lo nhé, bà đừng phải lo đến tôi nhé, bà kệ mặt tôi nhé. Không thể nói thế được. Ông không xin tội, ông tội lỗi ảnh hưởng cả cộng đoàn, cả cái giáo phận này, cả cái thế giới này, chứ không phải chỉ một mình ông ngồi ông xưng tội, ông hút thuốc lào và ông uống rượu, ông rung đùi, ông phiếu một mình ông, tức khóc. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đoàn chúng ta, nên là nó hiệp thông nhau là vậy. Như vậy, tôi thánh thiện hay tội lỗi, thì sự thánh thiện và tội lỗi ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến anh em tôi. Biết đâu được hôm nay thời tiết nó đẹp như này, là có một bà nào đã cầu nguyện. Bà cầu nguyện với chú, bà ăn chay, hay ông nào đó, ông hôm nay là lưỡi làm chú thương xót, nên con cầu mong cho thời tiết nó đẹp, nên là con không uống rượu, hay là con đáng lẽ là con hút 20 điếu thuốc lá, con hút có 19 điếu thôi, thì cứ chẳng hạn. Một sự thánh thiện nó ảnh hưởng ra cộng đoàn. Và ngược lại, những sai lỗi và thánh thiện của anh em đều có ảnh hưởng trực tiếp đến tôi. Chúng ta nhớ lại trong Kinh Thánh cái câu chuyện ở thành Sodoma và Gomorrah. Nếu như tìm được 10 người công chính thì Chúa tha cho cả hai thành ấy, rất đẹp và hoành tráng giàu có. Nhưng khốn nỗi chỉ có 6 người thôi, thiếu mất 4 người. Ra mà có 4 người thì Sodoma và Gomorrah không bị tàn phá. Nên sự thánh thiện hay tội lỗi của một người có ảnh hưởng đến cộng đoàn là vậy. Trong Kinh Thánh chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm các thánh cùng thông công là thế đó. Như vậy chúng ta có một sự hiệp thông sâu xa dựa trên cùng một đức tin, các bí tích và lời Chúa, và chia sẻ cùng một thánh thần để nên thân thể Đức Kitô. Chúng ta đang chia sẻ với nhau đây nè. Lời Chúa, đức tin
có đức tin mới đến đây, không đức tin thì không đến đây làm gì. Và cùng chia sẻ lời Chúa, các bí tích là thánh lễ, lời Chúa là chúng ta đang nghe nó đây, nó là sự hiệp thông đích thực giữa các Kitô hữu với nhau. Nó như vậy cho thấy việc từ chối nhau hay chia rẽ trong giáo hội, giáo xứ, trong cộng đoàn, trong gia đình là điều cực kỳ tệ hại cho việc hiệp thông. Chia rẽ là phản lại sự hiệp thông. Phải nhận thấy sự cần thiết quan trọng của tình hiệp thông sâu xa đó để chúng ta cần phải thay đổi thái độ và lối sống của mình đối với anh chị em chúng ta. Như vậy, chúng ta đã đi qua phần thứ nhất, hiệp thông là gì? Liên kết với nhau, tương trợ lẫn nhau, thông truyền cho nhau và ảnh hưởng tới nhau. Đó. Hai, lòng Chúa thương xót đóng vai trò nào trong việc củng cố sự hiệp thông? Không phải chỉ đến đây muốn xin ơn không? Cũng tốt, xin ơn để cho mình mà khỏe thì ảnh hưởng đến cả người khác nữa, mình thánh thiện thì ảnh hưởng cả người khác nữa, cái đó tốt. Nhưng mà nó còn thêm một ý nữa, Chúa Giêsu Kitô phục sinh qua thánh nữ Faustina và thánh giáo hoàng John Paul II kêu gọi mọi người trở thành tông đồ của lòng Chúa thương xót, như chính Chúa là hiện thân của lòng Chúa Cha thương xót nhân loại ca cái chết, qua cái chết và sự phục sinh của Ngài làm cho con người được hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với nhau trong giáo hội. Hãy chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong các ca tin mừng mà cách cụ thể qua bài phúc âm hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau qua lời Chúa. Chúa Giêsu phục sinh thương xót các tông đồ, biết các ông đang sợ hãi bất an nên Chúa đến đem bình an cho các ông. Khi hiện ra thì câu nói đầu tiên của Chúa đó là bình an cho anh em đừng sợ. Chúa gãi đúng chỗ ngứa, đang sợ, đang lo, đang bất an thì Chúa đem bình an và Chúa an ủi đừng sợ. Chúa không hề nhắc tới khuyết điểm của các ông nhưng luôn khích lệ, động viên, giúp họ tin vào Ngài để được hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với nhau. Phải thực sự quan tâm mới biết được nhu cầu của người khác. Không quan tâm, không biết, không biết người này đang khát nước, không biết người này đang nắng, không biết người này đang buồn. Phải có lòng nhân hậu từ tâm mới tha thứ, bỏ qua lỗi lầm, giúp tội nhân hối cải. Có một đệ tử nhỏ mới đến tu ở nhà dòng, đệ tử nam nhé, mới đến tu nhà dòng nên còn luyến tiếc sự vui thế gian. Tối tối anh ta trèo qua tường nhà dòng để ra phố chơi, không biết uống rượu hay là uống cà phê, là uống chè hay là rít thuốc không biết. Đấy, bề trên biết chuyện này vì Ngài thường hay đi qua các phòng không phải để theo dõi nhưng để xem các đệ tử có ngủ ngon không thôi. Ông đi đều quan sát sẽ ngủ ngon không? Vì tường nhà dòng khá cao nên anh chàng đệ tử này phải đặt một cái ghế để có thể treo qua tường, và lúc về thì ông qua cái ghế đó mà nhảy xuống đất, tường nó cao lắm, nhảy xuống giữa chân nhé, phải có ghế. Tối hôm đó anh chàng cũng đi về và về muộn. Khi treo qua tường vào nhà dòng, anh thấy lạ lạ, quá lạ. Mọi ngày cái ghế nó cứng lắm, mà sao hôm nay thấy cái ghế nó mềm như nhũn nhũn thế. Thế là anh ta nhảy xuống thì nhảy đúng vào đầu ông cha phía trên, đầu ông ấy trọc, ông trọc nên luôn hốt, ông nhảy đúng vào đầu. Ông ta bảo cha phía trên đứng đây, cha phía trên lại để con mình nhảy vào đầu phía trên, đầu phía trên có sao không? Phía trên với đỡ cha dậy. Cha đứng đây để cha đỡ con xuống, tức là ông cha phía trên bỏ cái ghế ra và đứng một chỗ cái ghế đó. Anh này về như mọi khi nhảy trên cái ghế, dẫm lên ghế, dẫm đúng đầu cha bề trên. Thế bây giờ anh ta quỳ xuống xin cha bề trên tha thứ. Cha bề trên ôm tồn nói: con ra ngoài đêm hôm như vậy nguy hiểm lắm, treo qua tường cũng rất nguy hiểm, nhỡ ngã xuống gãy chân hay bị thương thì khổ. Từ nay đừng dại dột như thế nhé con nhé. Anh ta hứa sẽ cố gắng. Anh ta hỏi cha bề trên: vậy cha bề trên đứng đây lâu chưa? Cha bề trên đáp: cũng lâu lâu rồi con ạ. Anh ta cảm động lắm và suy nghĩ: rét mướt thế này mà cha bề trên đứng ở đây đợi mình,
lại còn bị mũi nó đốt nữa chứ. Ngài đích thực là một người cha nhân hậu. Anh ta quyết tâm hối cải và sau đó trở thành một thầy dòng thánh thiện. Chính lòng thương xót của cha bề trên đã giúp anh hoán cải để trở về sống hiệp thông với Chúa và với cộng đoàn. Chúa quan tâm biết sự yếu đuối của con người nên đã thương xót, ban thánh thần, ban bí tích hòa giải để tha thứ tội lỗi, đem lại sự bình an. Hôm nay chúng ta lắng nghe bài phúc âm: các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội mới được tha. Đó là lập bí tích hòa giải hay gọi bí tích giải tội. Vậy hãy cố gắng tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích ra hòa để hiệp thông với Chúa, với chính mình và với anh em như nắng thứ ba buổi sáng chúng ta đang ngắm. Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã thương đến Tô-ma. Mà vua hôm nay không nhắc Tô-ma không được, phải nhắc đến Tô-ma. Chúa phục sinh thương đến Tô-ma, người được mệnh danh là cứng lòng, giúp cho ông mềm lòng trở về gắn bó với Chúa và với anh em. Chúng ta cùng trở lại với câu chuyện của Tô-ma mà bài phúc âm hôm nay thuật lại. Tô-ma tách rời cộng đoàn, không ở với họ khi Chúa phục sinh hiện đến. Ông cũng từ chối, không tin lời anh em mình loan báo về việc Chúa sống lại và hiện ra với cả nhóm. Ông thẳng thừng tuyên bố: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh truyền người, tôi chẳng có tin. Giữa Tô-ma và các tông đồ có một khoảng cách rất lớn, không hiệp thông với nhau được. Vậy ai lấp đầy khoảng trống này để ông có thể hiệp thông? 8 ngày sau, Chúa đã hiện ra với các tông đồ. Lúc này có tả cả Tô-ma. Chúa nhẹ nhàng mời gọi Tô-ma: đặt ngón tay vào đây và anh nhìn xem tay thầy, đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Chúa khiêm tốn hạ mình đến với Tô-ma. Lòng thương xót thì luôn khiêm tốn và tìm cách cứu vớt. Thưa quý phụ ông bà và anh chị em, cho xem tay vào cạnh sườn, mời gọi đặt ngón tay vào cạnh sườn. Chúa vừa chứng tỏ mình là người thật, có xương có thịt, không phải là ma, vừa mời gọi hiệp thông sâu xa trong tình yêu và ân sủng. Vì cạnh sườn Chúa bị đâm qua trái tim rộng mở nên đặt tay vào nó chính là hiệp thông trong tình yêu và ân sủng. Tô-ma bị khuất phục bởi tình thương của thầy nên đã tuyên xưng: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Đây là lời tuyên xưng đầu tiên và căn bản biểu hiện sự tôn thờ và gắn bó. Từ nay Chúa thuộc về con và con hoàn toàn thuộc về Chúa. Khi tuyên xưng như thế, Tô-ma đã gắn bó chặt chẽ với Chúa và gắn bó với anh em để sống chết với Chúa, đem tin mừng cho anh em. Sự hiệp thông trong giáo hội, trong cộng đoàn cũng cần có nền tảng, đó là sự đoàn kết yêu thương trong gia đình anh chị em. Xin kể câu chuyện như sau. Ngày xưa dòng họ Điền, anh em ăn ở với nhau từ đời họ sang đời kia rất hòa thuận. Về sau họ này chỉ còn lại có 3 anh em thôi. 3 người vẫn chung sống với nhau vui vẻ tử tế cho đến khi người thứ hai lấy vợ. Tưởng lấy vợ vui vẻ, nhà thêm người, thêm phấn khởi. Nhưng mà cũng nhiều gia đình cũng có vấn đề, nhà lại có vấn đề. Người vợ tính tình ích kỷ, lại ngay sinh sự, lắm lời, nên không khí gia đình không còn được như xưa. 3 anh em trước ở với nhau gắn bó lắm, cái chế gắn đôi có nhau, cái kẹo là cùng nhau chung nhau mút. Vậy mà bây giờ có thêm một người nữa, một người phụ nữ phá nhà về thì gia đình lại không còn được như xưa nữa. Thế có buồn không thì cũng mà anh chị em, nên là các chị em. Rồi một hôm, chưa hết một hôm, người vợ nhất quyết đòi chia gia tài của 3 anh em và bắt ép chồng đi ở riêng. Phải ở riêng, không thể ở chung được, tôi không thể nấu cơm hộ cho mấy cái đứa kia được. Tôi về đây không phải làm ô xin đâu, tôi về đây để xây dựng gia đình, vậy thì phải ăn riêng. Người chồng ban đầu nghĩ tình anh em bấy lâu chung họ mà không nghĩ chi liền. Nhưng người vợ này ngay đến cằn nhằn khó chịu, kiếm chuyện gây gổ trong nhà, nên rồi cũng đành phải nghe theo vợ, nói với anh em để xin việc ở riêng.
người anh cả khuyên can không được, cô đành phải chia của cả cha mẹ để lại làm ba phần đều nhau. Chỉ còn một cây cổ thụ trước nhà, cành lá xum xuê xanh tốt, chưa biết làm cách nào để chia cho đều. Ba anh em cùng nhau nghĩ ngợi, rồi sau cùng quyết định gọi thờ về, hạ cây xuống, cưa xẻ thành phán, chia thành ba phần. Hạ cây xuống, chia ba phần. Không biết lá chia kiểu gì không biết. Thân cây chia được chứ lá chia kiểu gì, cành chia kiểu gì. Thế là đặt lối. Nhưng mà, đến hôm định hạ cây xuống, buổi sáng, ba anh em ra vườn, thì thấy cây cổ thụ đã khô héo được bao giờ. Người có ảnh hưởng đến thiên nhiên vậy đấy. Ba anh em chia rẽ nhau, cây nó buồn, nó chết. Nó chết. Người anh cả bèn ôm lấy cây mà khóc nức nở. Hai người em thấy vậy mới bảo anh, một thân cây khô héo, giác phỏng là bao mà anh phải thương tiếc như thế. Người anh cả đáp lại rằng, có phải anh khóc vì tiếc cây đâu. Xong nghĩ, vì loài cây cỏ vô tri nghe thấy sắp phải chia lìa mà còn biết buồn phiền khô héo đi, huống chi là chúng ta đây cùng anh em ruột thịt với nhau. Anh thấy cây mà suy đến cảnh gia đình ba anh em chúng ta bị chia lìa thế này nên anh mới khóc. Nghe anh nói, hai người em hiểu ý, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng oản khóc. Người vợ xứ chồng đi ở riêng nghe thế vậy cũng rơm rớm nước mắt, đâm ra hối hận, cúi đầu xin lỗi anh em và thề không bao giờ còn tính đến việc chia lìa nữa. Từ nay ba anh em cứ đi làm ở nhà cám mã lợn gà, quét tiếp nhà cửa, cứ để em lo. Tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Từ đó ba anh em ở lại với nhau êm ấm vui vẻ như trước. Cây cổ thụ nọ đã khô héo cũng trở lại xanh tươi như cũ. Lạ lùng chứ. Chúng ta trở với bài đọc mục hôm nay ghi lại sự hiệp thông sâu sắc của cộng đoàn giáo hội sơ khai. Thời bấy giờ các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy giáo lý, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ để bánh, cầu nguyện không ngừng và họ để của cảm làm của chung. Như vậy củng cố sự hiệp thông cũng cần phải củng cố tình thương xót trong gia đình và cộng đoàn với việc lắng nghe lời Chúa, siêng năng lãnh nhận các bí tích và cầu nguyện không ngừng. Xin kính chúc cộng đoàn, các viên gia đình giáo xứ đền thánh lòng thương xót mắc cạch luôn sống và thực hành lòng thương xót dưới sáng lời Chúa và ân sủng của Ngài để củng cố sự hiệp thông với Chúa, với chính mình và với anh em, để mọi khách hành hương khắp nơi đến đây không chỉ chiêm ngắm công trình to lớn và đẹp đẽ, nhưng còn đón nhận và cảm nghiệm sự hiệp thông sâu xa của giáo xứ đền thánh và giáo phận Thái Bình chúng ta. Một giáo xứ hiệp thông, một giáo phận hiệp thông trong tiến trình hiệp hành tiến về nhà cha. Kính chúc và kính mong được như vậy. Amen.